Thưa quý vị và các bạn, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định nghiêm cấm các hành vi phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như khoan, đào, xe đường trái phép, mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính, lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Thế nhưng hiện nay, trên các quốc lộ 47, quốc lộ 47C, một số đơn vị mặc dù chưa được chấp thuận thi công vẫn tự ý mở đường, đấu nối trái phép vào quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại km 32 600 bên trái tuyến quốc lộ 47 thuộc xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Dù chưa có giấy phép xây dựng, nhưng đơn vị thi công vẫn ngang nhiên tiến hành sàn lấp, xây dựng khu dân cư mới trong phạm vi đất hành lang và mở đường đấu nối trực tiếp vào quốc lộ 47. Sau khi phát hiện vi phạm, Ban Quản lý Bảo trì chỉ Công trình Giao thông và đơn vị quản lý trực tiếp tuyến đường là Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ 1 Thanh Hóa đã làm việc với đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án và Đầu tư Xây dựng huyện Đông Sơn, tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận hiện trạng vi phạm yêu cầu chỉ đạo nhà thầu dừng mọi hoạt động sàn lấp, đồng thời trước ngày 29 tháng 5 phải hoàn trả lại nguyên trạng đất hành lang đường bộ. Tuy nhiên đến chiều ngày 28 tháng 5, khi phóng viên ghi hình, đơn vị này vẫn không dừng thi công và chưa có các động thái khắc phục hoàn trả. Chúng tôi đã biết được là cái điểm uh, phải làm thủ tục đấu nối, tuy nhiên là chỉ đạo đơn vị thi công là không được đụng đến các hành lang an toàn. Thế nhưng trong quá trình thực hiện thì đơn vị thi công vẫn làm ảnh hưởng. Thì cái này chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị khắc phục trong một hai ngày tới sẽ sẽ hoàn trả lại những cái điểm mà đấu nối ra. Thời gian qua, Ban Quản lý Bảo trì Công trình Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện các vi phạm đấu nối, săn lấp vi phạm hành lang đường bộ, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hành lang giao thông, xử lý rứt điểm các vi phạm. Thế nhưng do nhu cầu xây dựng, mở rộng phát triển, xây dựng khu đô thị, dân cư mới, một số huyện thị xã, thành phố, mặc dù trong quy hoạch không phê duyệt mở đường đấu nối với quốc lộ, nhưng vẫn tự ý san lấp trong phạm vi hành lang đường bộ và đấu nối trái phép với quốc lộ làm sai lệch kết cấu hạ tầng giao thông. Trên quốc lộ 47C tồn tại một số vị trí điểm đấu nối, đặc biệt là tại km 28 cộng 030 bên trái tuyến khu dân cư mới của xã Tô Lộc. Đơn vị quản lý đã lập biên bản, gửi văn bản và đề nghị xử lý và ngày 25 tháng 3 2024 thì thanh tra sở đã xử phạt vi phạm hành chính. Những ngày tới, nếu các đơn vị vi phạm đấu nối săn lấp trong phạm vi hành lang quốc lộ 47, 47C vẫn không dừng thi công hoàn trả nguyên trạng đất hành lang, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giao đóng các vị trí mở đường ngang đấu nối trái phép vào quốc lộ, đồng thời tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh có hình thức xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị địa phương để vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông.